Hàng chục, thậm chí là hàng trăm đối tượng tụ tập trong các quán bar karaoke để sử dụng ma túy. Thực sự là đáng báo động về tình trạng sử dụng ma túy hiện nay tại địa bàn thành phố Biên Hòa. Trong khi đó, để kiểm tra xử lý cả chủ cơ sở và người sử dụng vẫn còn gặp không ít khó khăn. Vào khoảng 1 giờ rạng sáng nay, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Biên Hòa đã bất ngờ kiểm tra quán bar ST Club làng Xóm Trẻ nằm trên đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, phát hiện hàng trăm đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy tổng hợp trong tiếng nhạc lớn với đèn mờ. Khi phát hiện công an, các đối tượng đã tẩu tán ma túy còn lại vứt xuống gầm bàn ghế. Toàn bộ gần 300 người chơi trong quán bar này sau đó đã được đưa về công an thành phố Biên Hòa để kiểm tra ma túy. Qua đó phát hiện gần 200 đối tượng dương tính với chất ma túy. Đây là vụ phát hiện sử dụng ma túy trong cơ sở kinh doanh có điều kiện lớn nhất trong 2 năm qua tại Đồng Nai. Số đối tượng này thì chủ yếu là thanh niên, rồi có một số em là có một số là học sinh sau khi tốt nghiệp xong rồi không có việc làm, rồi một số thanh niên là con nhà có điều kiện rồi tụ tập rồi theo bạn bè rủ rê vào các quán bar rồi sau đó là sử dụng trái phép chất ma túy. Thì nhìn chung là do cái tâm lý, một số em cho rằng là mình sử dụng cái ma túy này là ma túy tổng hợp, chỉ là hút hít rồi uống chứ không phải là cái loại mà để mà như là heroin để mà chích. Cho nên các em cứ nghĩ là mình thử một lần thì không sao, nhưng thực tế thì cũng giống như bất kỳ các loại ma túy nào khác, thì đã một lần sử dụng thì nó có điều là những cái chất gây nghiện, chất hướng thần, cái đó dẫn đến cái việc mà tái sử dụng là rất cao. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm nay, công an thành phố Biên Hòa đã kiểm tra phát hiện 12 vụ với hơn 500 đối tượng sử dụng ma túy trái phép trong các quán bar karaoke. Tuy nhiên con số này vẫn chưa phản ánh được sự phức tạp trong thực tế, bởi nhiều đối tượng hàng đêm vẫn lén lút tụ tập sử dụng ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện với thủ đoạn rất tinh vi. Trong khi đó, nhiều chủ cơ sở còn làm ngơ, thậm chí tạo điều kiện cho các đối tượng tham gia sử dụng ma túy ngay trong cơ sở của mình quản lý nhằm lôi kéo và giữ khách đến chơi. Do đó, để quyết tâm đẩy lùi tình trạng phức tạp này, trong thời gian tới, Công an thành phố Biên Hòa cho biết sẽ tiếp tục ra quân và kiên quyết xử lý đối với những trường hợp vi phạm. Thì lần đầu thì cũng ra quyết định xử phạt, nhưng lần thứ hai sau khi cam kết xong mà tiếp tục vi phạm thì Công an thành phố Biên Hòa sẽ đội cảnh sát ma túy sẽ tham mưu cho lãnh đạo thành phố là rút giấy phép về an ninh trật tự. Còn riêng về cái giấy phép kinh doanh thì nó do cái thẩm quyền cấp là phòng tài chính hoặc là sở kế hoạch đầu tư cấp, cho nên chúng tôi cũng sẽ có cái văn bản kiến nghị để xử lý. Như vậy có thể thấy tình trạng thanh niên tụ tập sử dụng ma túy trong các quán bar, karaoke trên địa bàn thành phố Biên Hòa đang diễn ra hết sức phức tạp. Do đó bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng thì các bậc phụ huynh cũng cần phải có các biện pháp giáo dục quản lý con em mình một cách hiệu quả ngay trong gia đình, tránh vướng vào tệ nạn ma túy để rồi tiền mất tật mang và hủy hoại đi cả một tương lai phía trước.